Hiện nay, định cư Canada chính là sự lựa chọn của rất nhiều người bởi chất lượng cuộc sống tại quốc gia này được xếp hàng đầu trên thế giới. Chính sách an sinh xã hội và phúc lợi tuyệt vời tại xứ sở La Phong sẽ mang đến cho bạn và cả gia đình một tương lai rộng mở. Người dân được khám chữa bệnh miễn phí và được luật pháp Canada bảo hộ. Trẻ em dưới 18 tuổi được học tập miễn phí từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông. Đây là bước đầu tư vững chắc cho hành trình sự nghiệp và tương lai của con em bạn. Và đặc biệt, hiện nay, thị trường lao động Canada đang thiếu hụt hơn 1 triệu lao động trong năm 2022, nhất là những lao động có tay nghề cao. Đây chính là thời điểm lý tưởng để bạn lựa chọn an cư lạc nghiệp tại Canada, đầu tư tương lai và sự nghiệp của cả gia đình tại xứ sở La Phong. Tại Imipad, chúng tôi cung cấp đến bạn giải pháp an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, giúp bạn chinh phục thành công thẻ thường trú nhân quyền lực, được nhập quốc tịch cho cả gia đình chỉ sau 3 năm cư trú tại Canada, với 4 phương án định cư phù hợp dành cho bạn: diện lao động tay nghề, diện đầu tư, diện du học, diện đoàn tụ gia đình. Imipad tự hào là tổ chức đã tư vấn và làm hồ sơ thành công cho rất nhiều khách hàng định cư tại Canada, sẵn sàng cùng bạn đồng hành trên hành trình tương lai tại xứ sở La Phong. Còn chần chừ gì nữa, cùng tìm hiểu ngay các chương trình định cư tại Canada tại hội thảo trực tuyến Định cư Canada đón đầu xu hướng định cư 2023 do Imipad tổ chức vào 19 giờ tối thứ Sáu, ngày 18 tháng 11 năm 2022, trực tiếp gặp gỡ bà Lê Thiều Hạnh, chuyên gia hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn định cư. Mọi câu hỏi và thắc mắc của bạn về vấn đề định cư tại xứ sở La Phong sẽ được giải đáp chi tiết trong hội thảo lần này. Tư vấn lộ trình định cư Canada an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, liên hệ ngay hotline 0932 00 3368.